GoFood xin chào đến tất cả mọi người. Thì hiện tại là mình đang có mặt ở Cai Lậy Tiền Giang, ở quê của GoFood. Trong cuối tuần này đó thì mình có về nhà để mà thăm ba mẹ ở dưới quê. Và sẵn tiện là mình cũng có vô để mình thăm anh Khang, gửi cái lời cảm ơn đến anh Khang về cái sự nhiệt tình của ảnh, về cái sự mà ân cần giúp đỡ của ảnh đến với những người mà cần phục hồi sức khỏe. Thì để GoFood nói như thế này nha, chắc là GoFood nghĩ là mọi người sẽ muốn biết cái thông tin về em Lùa, vợ chồng của Lùa với lại là Vân. Thì khoảng một tuần qua thì mình không có cập nhật cho mọi người. Đáng lẽ ra đó thì Lùa đó là sẽ ở đây và đang điều trị ở đây, thay vì là không phải là Trúc là chắc là phải thời gian sau. Nhưng mà lý do là như thế nào thì Trúc thì vừa mới xuống ngày hôm nay và anh Khang sẽ bắt đầu để phục hồi sức khỏe cho Trúc, và mình sẽ cập nhật về tình hình của Trúc đến cho mọi người. Nhưng mà mình muốn nói hôm nay là nói về Lùa và thông báo cho mọi người để cho mọi người biết. Có thể là một số cô chú anh chị sẽ không có được vui, và cũng như là sẽ có người cũng hơi buồn, hơi thất vọng về lại Lùa. Tại vì không phải riêng gì mọi người mà GoFood cũng gọi là mong chờ về cái kết quả của Lùa đó, nhưng mà thật sự là nó không có như ý muốn. Thì mình cũng là gọi là cũng hay dùng cái từ là duyên đó mọi người, dùng cái từ là duyên. Nhưng mà tại vì không có duyên với lại là em Lùa. GoFood xin phép được tiếp lời tiếp nghe mọi người. Tại vì hôm nay đó là có gia đình của Trúc xuống đây để mà gửi gắm đến anh Khang đó. Thì ở ngoài thì đang ăn cơm á, đang cũng như là mình sợ là làm phiền họ ở ngoài, nên là xin phép lại vô trong cái phòng phục hồi sức khỏe của anh Khang để nói chuyện tiếp với mọi người. Khi nãy thì mình có nói là không chỉ mọi người mà GoFood thì cũng hơi rối chút xíu về trường hợp của Lùa. Nhưng mà trước sau thì mình cũng gửi đến những cái thông tin ngày hôm nay. Tất cả những cái quá trình mà khi mà mình chia sẻ từ đầu cho tới giai đoạn mà Lùa xuống dưới nhà anh Khang để mà phục hồi sức khỏe, tính tới thời điểm tuần trước rất là tốt, mọi thứ nó không có gì thay đổi. Ở chỗ anh Khang cũng được ít hôm, tình hình sức khỏe rất là tốt luôn, chân thì co duỗi rất là tốt, ăn uống rồi tất cả các thứ rất là tốt. Nhưng mà mình cũng không biết lý do như thế nào. Và cái này thì theo như mình quan sát thì chỉ là Lùa thôi, Lùa là người quyết định. Còn Vân thì như mọi người, Vân nó rất là nhiệt tình, em nó rất là nhiệt tình. Nó thấy mà Lùa mà kiểu mà khỏe là Vân rất là vui. Nhiều khi nhắn tin cho GoFood gửi những hình ảnh là Lùa mà xuống với anh Khang đó, được khỏe đồ các thứ. Nhưng mà khi mà mình cái lần mà cuối cùng mình xuống đây mình chia sẻ cho mọi người mà Lùa gọi là đá chân đồ được đó, tất cả các thứ đó, thì qua 2 ngày nữa đó, có thể là thời gian không chính xác, nhưng mà cách đây khoảng 1 tuần đó thì Lùa lại là đi về quê ở dưới Sóc Trăng, mà cũng không biết lý do như thế nào luôn. Và từ thời điểm đó là khoảng 1 tuần nay thì mình không có thông tin gì của Lùa, tại mình cũng không có muốn gọi điện. Tại vì là Lùa với lại Vân thì không có gọi trước cho GoFood đó. Thì mình xin phép là mình gửi cho mọi người thông tin như vậy. Còn cái thứ hai thì chắc chắn là mình nhiều khi là mình nghĩ là chắc là mấy đứa nó còn nhỏ quá mọi người, nên là cái suy nghĩ nó hơi chưa chín chắn hay như thế nào đó. Thôi mình 1 tuần qua thôi, giờ mình sẽ gọi điện cho Lùa để mà xem tại sao mà Lùa lại đòi về Sóc Trăng đó, mặc dù là ở đây rất là
Tốt, sức khỏe rất là tốt luôn. Mình sẽ gọi liền cho Vân ha. Mình không có số của Lùa, hay kết bạn Zalo với lại Vân. Rồi một chút xíu nữa, nếu mà anh Khang ảnh có đồng ý á, thì mình xin phép là mình trò chuyện với ảnh chút xíu nữa về cái quá trình mà đang chăm sóc cho Lùa với lại là cái lý do như thế nào. Mình cũng có tính trước rồi, có thể là gọi điện Vân nó sẽ không nghe máy luôn á. Nếu mà Vân với lại Lùa mà có xem á nha thì cũng thông cảm cho anh, tại vì anh muốn chia sẻ một cách thực tế nhất. Đầu tiên là mình sẽ gọi không có hình ảnh ở đây, không có video ở đây ha, mình sẽ gọi như gọi điện thoại thôi. À, bắt máy liền. Dạ, em nghe anh xin này. Vâng, anh Sinh đây. Hiện tại là anh Sinh đang ở nhà của anh Khang nè. Hôm nay anh Sinh xuống để mà thăm Trúc á. Trúc ở trên Đồng Nai nó xuống, nó nhờ anh Khang phục hồi sức khỏe đó. Anh. Thì bây giờ anh tại vì một tuần qua rồi anh cũng cũng muốn biết á, là tại vì từ một tuần qua anh cũng không có muốn là anh cũng chưa sắp xếp nhiều, nhưng mà hôm nay anh chắc là anh cũng phải muốn để mà anh chia sẻ một cái video để cho cô chú anh chị, tại vì rất là nhiều người hỏi về tình hình của Lùa đó em. Đó thì em có thể là em cho anh với mọi người biết là lý do như thế nào mà Lùa nó về dưới Sóc Trăng vậy Vân. Dạ, giống như là bây giờ nó kiểu như là điều trị á, thì em biết là nó sẽ đau, nhưng mà bây giờ Lùa nó chịu đau, kiểu như là nó chịu đau không có nổi anh. Với lại nó bây giờ nó cũng muốn về nhà nó ở với mẹ. Không phải là chịu đau nhưng mà nó không có kiên trì. Dạ, một phần là nó không kiên trì, nó không có chịu hợp tác với anh Khang nữa. Tại vì tập cái đó là mình phải hợp tác với anh Khang, rồi anh Khang mới trị cho mình được. Rồi bây giờ đòi về nhà nằm rồi thì cũng em ở nhà em cũng tập mấy cái mà động tác mà ở trong vật lý trị liệu đó cho Lùa. Thì ngày nào em cũng tập hết trơn á. Trong em xuống với anh Khang được mấy ngày quên rồi. Dạ 3 ngày. Trong 3 ngày đó thì cái kết quả anh Khang ảnh phục hồi sức khỏe cho chồng em như thế nào? Dạ là hai mấy cái ngón chân là cử động được rồi, đạp được luôn. Mà tại sao mà anh thấy mà cũng thực sự là anh cũng không biết sao luôn, đang ngon lành Dạ mà đi bỏ về. em cũng thấy có tiến triển tốt đó, mà không biết tại vì á Lụa cũng nói nó buồn trong lòng chuyện gia đình này kia, rồi kiểu như nản quá hết muốn làm gì rồi rồi về ở với mẹ. Nhưng mà nó hứa với anh với lại hứa với cô chú anh chị hết trơn rồi mà sao kỳ vậy? Rồi nó cũng cái người mà quan trọng nhất là em, nó cũng hứa để tương lai cho nó với lại em là tốt hơn mà bây giờ lại đi vậy. Em cũng không biết, giờ em cũng không biết nói sao nữa, giờ quyết định của nó là đòi về nhà ở với mẹ đó, rồi em cũng không biết nói gì. Ủa em nói là cái chuyện mà buồn gia đình nó là buồn hồi trước kia nó bệnh hay là mới đây nữa thôi? Dạ mới đây tại bà chị nó cũng có bà chị nó cũng giận nó, cái nó cũng buồn, cái giờ nó đòi về nhà. Rồi bây giờ về nhà thì nó như thế nào, sức khỏe nó như thế nào, rồi tinh thần nó như thế nào? Tinh thần thì cũng vậy đó anh, sức khỏe thì ở nhà cũng cho ăn uống rồi bóp chân rồi tập, nhưng mà cái cử động chân á, của mấy ngón chân thì nó vẫn làm được, rồi đạp thì nó vẫn còn đạp được luôn, chứ nó không có bị yếu lại hay là cái gì hết á. Thì hôm bữa là anh Khang anh làm đó nên là bây giờ nó còn, nhưng mà Dạ để lâu thì nó sẽ bị như trước nữa. dạ đúng rồi, thì bây giờ gán tới đâu hay tới đó anh ơi, chứ giờ quyết định của Lùa vậy thì em cũng đâu có nói gì được đâu. Rồi giờ em đang ở dưới Sóc Trăng với Lùa luôn hả? Dạ Anh có nghe lóng thoáng chút xíu về chuyện gia đình của em đó thì
Có gì muốn nói với anh không? Thì gia đình của em á thì nói là mẹ em bà cũng khổ tâm lắm anh ơi. Bây giờ bà nói là bây giờ em lo cho lụa tới đây kiểu như là được rồi, kiểu như là lo mà lụa không biết cố gắng á, thì phí công sức của em. Nói chung là em cũng cố gắng để lo mà nó không biết kiểu như là trân trọng hay là làm sao đó. Mà rồi về thì kiểu như là bây giờ em về em lo ổn nổi cho nó, rồi có người lại nhà tập việc với trị liệu, rồi em cũng về dưới làm thời gian, rồi lỡ nữa nó có kẹt tiền thiếu tiền ăn gì đó rồi em gửi hỗ trợ tiếp nó. Có Chứ nghĩa bây giờ mẹ mẹ lớn tuổi rồi, mẹ ở nhà đâu có làm được gì đâu, ra tiền đâu. mẹ của Lụa hả? Dạ đúng rồi, mẹ Có Lụa 6 mấy tuổi rồi nghĩa anh. là em định là một thời gian nữa là em không có chăm sóc Lụa nữa. Dạ tại vì có mẹ đỡ, có mẹ tiếp rồi, có mẹ của Lụa tiếp rồi. Nhưng mà ý nó là cái mối quan hệ giữa hai đứa kìa, là có như lúc trước hay là từ từ là Dạ bình thường, có khoảng cách. dạ bình thường anh, tại vì mình đã Trời thấy em cũng quen 4 năm ơi. rồi. Ấy Dạ là giờ em đang nằm cạnh đó đó hả? dạ không, em ở ngoài sau luôn ngủ nghe anh, sáng ăn sáng đồ rồi ngủ rồi. Đó, đó, anh mở cái video lên thử coi, anh coi nó coi nha. Dạ. Cho anh mượn cái này. Rồi anh thấy rồi. Nhà này nhà của Lùa dưới đó hả? Dạ không nè, nhà của chị luôn. Ủa ông sao ông đi về dưới vậy ông? Dạ. Sao đi về dưới vậy ông? Chào là hứa Dạ là mà gì là gì vậy nhà thoải mái rồi đây. nhà thoải mái rồi nhưng mà nó không hết bệnh rồi sao? Hôm nay thì bằng khảo an rồi. Với về em dịnh mấy cái ghế nè, em đứng cũng được rồi. Thì cũng tùy em thôi, cũng tùy em thôi. Ừ, ở cảnh mấy cái trời nè cũng chịu hết nổi à. Tại làm tất nhiên là điều trị thì tất nhiên nó mình phải có cái sự kiên nhẫn. Dạ, với lại không có người lớn gì hết trơn á, có hai đứa nhỏ bưng qua bưng lại thì sống mấy tháng trời rồi cũng em đi lắm rồi. Vậy đây có má chăm sóc chị chứ. Thì tùy em thôi chứ bây giờ cũng không biết làm sao. Bây giờ anh nói như thế này ha. Có Vân ở đó luôn thì anh xin phép là anh làm cái video này để cho cô chú anh chị người ta biết là em với lại Vân đi về dưới Sóc Trăng. Thêm nữa là cái lý do là như vậy ha. Thôi đưa điện thoại đi, đưa anh nói là sao. Em gắng tập đứng sớm nhất để có thể quay về Sài Gòn để gặp anh làm clip hoàn chỉnh hơn, để xin lỗi cô chú anh chị. Ơi mệt ông quá. Rồi như vậy nha, để anh đưa anh nói chuyện với Vân rồi anh tắt máy. Nói chung á là anh tôn trọng ý kiến của từng cá nhân của từng người hết, nên là cũng không không ép buộc gì, cũng nói chung là tùy duyên thôi ha. Đó thì làm sao trong cố gắng có thể tốt nhất để cho cái sức khỏe nó tốt nhất ha. Rồi có gì thì liên hệ cho anh khi mà lên Sài Gòn. Em cũng cảm ơn trong thời gian qua giúp đỡ hai đứa nhiều lắm. Rồi có lời nào nói với anh Khang không? Dạ em cũng ngại ngại với anh Khang, tại Khang giúp đỡ quá nhiều em phải lùa không có chịu nổi đâu. Anh Khang cũng thông cảm đâu, quyết định nó gì rồi.
Nè anh dặn nè. Anh xem cũng rồi. Ừ, anh dặn nè là hai em nên gọi điện cho anh Khang nha. Ừ, gọi điện cho anh Khang. Rồi em nói vậy. Cũng tính tới hôm nay để em nó là sáng nó kỳ Ừ. để nghe bỏ Ừ. Thôi có gì gọi điện cho anh Khang đi nha. dạ chị này cũng lên ở Sài Gòn hay em chỉnh cho Rồi, rồi, vậy nha, anh tắt máy nha. Ừ. dạ. Trước khi kết thúc cái video ở đây đó thì cô Phú xin chia sẻ chút xíu về cái việc mà phục hồi sức khỏe ở chỗ của anh Khang. Có rất là nhiều cô chú anh chị liên hệ với lại GoFood sau khi mà xem những cái video của em Lùa. Và hôm nay thì sẽ có những cái video của em Trúc nữa. Thì rất là nhiều luôn mọi người. Nhưng mà mình cũng đã trao đổi trước với lại anh Khang. Và anh Khang á, thì ở đây ảnh chỉ có làm một mình ảnh thôi. Trong cái khả năng giới hạn của ảnh và cái sức khỏe của ảnh thì ảnh có trả lời với GoFood, ảnh không từ chối tất cả, ảnh sẽ không từ chối ai hết. Nhưng mà với là người bệnh đó mọi người, cái người mà cần phục hồi sức khỏe đó thì hãy báo lại cho liên hệ với lại GoFood thì để mà GoFood có thể là xác minh giùm ảnh rồi sẽ báo lại ảnh. Và cái điều đặc biệt là cái duyên nữa, một cái duyên nữa mọi người. Đó, ví dụ như mọi người cũng thấy là từ nãy là mình chia sẻ về trường hợp của em Lùa. Thật sự là từ đầu cho tới cuối là rất là suôn sẻ, nhưng mà tại vì cái duyên của em Lùa nó không có. Đó, thì mình muốn chia sẻ cho mọi người và cũng như là trả lời cho cô chú anh chị là như vậy. Còn riêng Trúc đây thì sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình sức khỏe của Trúc cho cô chú anh chị. Mong sao là em sẽ có cái sức khỏe nó tốt hơn nhiều ha. Trước mắt về mặt tinh thần thì anh thấy là rất là thoải mái so với là nằm ở nhà rồi Dạ ha. đúng rồi anh. Xuống được tới đây nghe nó vui trong lòng, nó thoải mái hơn nhiều. Vậy đó ha. Dạ. Đó. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Mong là cô chú anh chị hãy để lại phần bình luận về cái trường hợp của em Lùa ha mọi người. Mình mong sớm là Lùa cũng sẽ tốt hơn và sẽ sớm gặp lại hai vợ chồng của Lùa với lại Vân để mà gặp trực tiếp nó sẽ hay hơn. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.